Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và trên tay mình đây là chiếc iPhone 7 Plus. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành trải nghiệm tựa game Free Fire Max để xem hiệu năng của chiếc điện thoại đã 6 năm tuổi này nó còn cân tốt cái tựa game này hay không. Và với một con chip như A10 Fusion thì nó còn có thể hỗ trợ được tốt cái tựa game Free Fire Max hay không, khi mà cái mức giá của nó đã là rất dễ tiếp cận rồi, trên dưới 3 triệu đồng, tùy tại nơi bán và tùy hình thức của máy, tùy tình trạng máy nữa nhé. Rồi, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu vào việc nhé. Và chiếc iPhone 7 Plus của mình đây thì đang ở phiên bản bộ nhớ 32GB và đang ở phiên bản phần mềm là iOS 14.4.2. Ở thời điểm hiện tại, phiên bản cập nhật mới nhất nếu mình không nhầm thì là 15.7, nhưng mà mình giữ ở cái phiên bản 14.4.2 thì mình thấy nó khá là ok. Và đây là phiên bản quốc tế nhá. Bây giờ mình sẽ sâu điểm AnTuTu để anh em có thể tiện theo dõi. 280.000 là 252 điểm với CPU, 82.652 điểm với con chip A10 Fusion. Pin thì đang là 90%. Và pin của chiếc điện thoại này thì mình cũng đã thay rồi. Và chiếc điện thoại này thì có vỏ chưa thay này. Ở đây thì mình mới chỉ gọi là chiếc điện thoại chỉ ép kính thôi, màn vỡ ép kính thôi. Như vậy cũng đã là một chiếc điện thoại mình coi là cũng zin zin rồi đấy. Chứ còn bây giờ mà anh em muốn tìm một chiếc điện thoại là nguyên bản, pin nguyên bản, các thứ nguyên bản, chưa động chạm gì thì với một chiếc điện thoại 6 năm tuổi mình nghĩ cực kỳ là khó, gần như là không có luôn. Đó, các bạn biết là có thể thay tất cả, có thể giữ nguyên tất cả, nhưng mà viên pin, đúng không? Viên pin chắc chắn là phải thay rồi, đúng không? Rồi, ok, bây giờ mình sẽ tiến hành vào tựa game Free Fire Max. Nhưng mà trước hết thì mình sẽ tiến hành đo nhiệt độ của chiếc điện thoại này nhé. Rồi, 32,4 độ thì thời điểm hiện tại cũng là bắt đầu chuyển sang mùa đông rồi. Nhiệt độ cũng khá là mát mẻ. Ok, 32,3 độ. Free Fire Max. Ok, như vậy là mình đã vào tựa game Free Fire Max và các bạn thấy là nó vẫn hỗ trợ rất là mượt mà các cái tác vụ, đúng không? Những cái thao tác ở đây thì mình sẽ tiến hành Max Setting nhé. Ok này. Rồi, cũng đã Max Setting và FPS cao. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái loa kép đó, loa phía loa bên trên này nó cũng sẽ có âm thanh và nó sẽ hỗ trợ mang tính chất là cái tỷ lệ khoảng 6/10 so với cái loa này thôi, chứ nó không phải là tầm 9/10 hoặc là 8/10 so như kiểu loa kép của Xiaomi, mà loa của iPhone 7 Plus nó chỉ là 6/10 thôi, tức là một loa 6 và một loa 10 nhé. Giờ mình sẽ bắt đầu với một ván sinh tồn xếp hạng nhé. Ok, mình sẽ đi team 4 này. Rồi, như vậy là mình đã vào trong giao diện game Free Fire Max và các bạn thấy là cái nhiệt độ nó đang tăng lên rất là nhanh. Hôm nay là 32 độ đúng không? Bây giờ mình đo thử xem nào. Nhiệt độ đang tăng lên rất nhanh. Rồi, đã lên đến 41 độ các bạn ạ. Cảm giác nó nóng lên rất là rõ ràng nhá. Cảm giác rất là rõ rệt. Mà chưa gì đã hy sinh như kia rồi. Ui. Ok, như vậy là đã bay ngắm, bay màu rồi anh em ạ, ngay từ những giây phút đầu tiên. Mình sẽ tiếp tục với ván thứ hai nhé. Ok, như vậy là mình đã vào ván đấu thứ hai sau một khoảng thời gian khá là dài tìm trận. Đó, đến thời điểm hiện tại thì cũng đã mất 13 phút trôi qua kể từ lúc mình vào game rồi. Đó, bây giờ thì mình sẽ tiến hành bắt đầu trận đấu thứ hai nhé. Ở chế độ sinh tồn xếp hạng mình đã đi đơn để tồn tại nó lâu hơn một chút để có những cái trải nghiệm chia sẻ đến anh nhé. Chứ còn đi 4 team 4 mà mình lại tách ra thì nó cũng không hay lắm. Không khác gì đi đơn cả, đúng không? Ok này. Cái này là hy vọng là sẽ gặp được đối căng căng một chút. Căng quá thì mình không ăn được mà. Như gì đã bắn nhau ở Mỹ rồi. Các bạn có thể thấy là ở ván đấu thứ hai này thì màn hình nó khá là tối nhá. Sau khoảng một thời gian chơi game thì cái màn hình nó đã bị tối lại. Cái này là cái tính năng bảo vệ máy.
nhưng mà nó cũng gây ra cái sự khó chịu nhất định, đúng không? Đặc biệt là trong những cái game bắn súng như thế này, nó cái việc mà chúng ta nhìn mục tiêu nó sẽ khó khăn hơn. Đó, các bạn lưu ý chỗ này nhé. Nếu như mà anh em chơi ví dụ như là chơi liên quân ấy, thì nó không kiểu cái chúng ta chỉ thỉnh thoảng gặp những cái thành phần kiểu như là eo su các thứ, đúng không, nó tàng hình kiểu nửa mùa ấy, thì không nói thì nó gặp khó khăn thôi. Còn những cái thành phần kiểu như là ngộ không các thứ thì không tính, đúng không? Nhưng mà những cái game kiểu như chúng ta cần phải nhìn những cái mục tiêu như này thì nó bị tối màn hình đi, sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái tầm quan sát của chúng ta. Còn đến thời điểm hiện tại thì mình trải nghiệm thì cũng chưa gặp một cái vấn đề gì cả, cũng thấy cũng đang rất là ok. Và mình nghĩ rằng một tựa game như là Free Fire Max thì cũng không thể làm khó được chiếc iPhone 7 Plus này, ngoài việc nó tối màn hình thôi. Đây, gặp đối rồi. Ui dồi ôi. Ok, như vậy là mình đã trải nghiệm xong cái chế độ sinh tồn xếp hạng ở đây. Thì các bạn thấy là với cái việc chúng ta max setting ở trên chiếc iPhone 7 Plus này cũng không gặp vấn đề gì cả. Đồ họa cũng rất là ok, đúng không? Hiển thị mọi thứ chuyển động FPS cao vẫn rất là ok, rất là mượt. Tuy nhiên có một cái vấn đề, đó là cái màn nó sẽ tối khá là nhiều với cái việc mà chúng ta chơi những cái tựa game mà bắn súng cần chọn những mục tiêu sai như thế này nhá. Rồi, còn chuyển động các thứ thì nó sẽ không ảnh hưởng gì cả và hỗ trợ rất là tốt. Tuy nhiên là nhiệt độ rất cao anh em ạ. Đấy, anh em thấy 44,3 độ này. Độ cao khiếp luôn. Đó, 43,6 độ này. Cái iPhone 7 Plus này mình nghĩ rằng đến thời điểm hiện tại nó vẫn chơi rất là ok từ game Free Fire Max. Tuy nhiên có lẽ là chúng ta phải bổ sung thêm cái sò lạnh hoặc là gắn quạt tản nhiệt, hoặc là chơi ở trong một môi trường thật mát. Môi trường mình nghĩ là không đủ đâu, phải có tản nhiệt ở phía mặt lưng này thì nó mới ổn áp được. Đó. Bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ từ chiến xếp hạng để xem nó sẽ hỗ trợ như thế nào nhé. Ok, như vậy là mình đã vào chế độ từ chiến xếp hạng thì mình vẫn giữ để cái mức độ đồ họa là cao nhất nhé. Ok, mình sẽ để cái màn hình nó sáng hơn một chút. Nhưng mà mình nghĩ rằng nó sẽ không cải thiện được bởi vì nguyên nhân nó không đến từ cái việc setup. Mày như ninja. Ôi trời, quên mất thằng này. Rồi, với cái việc màn hình nó bị tối đi như thế này, nó sẽ khá là cản trở cái việc quan sát của chúng ta nhé. Còn cái loa thì mình thấy khá là ok. Đó, một cái loa kép hỗ trợ rất là tốt. Em thanh như súng. Ui trời. Ui, nó đi ngả này, không thằng nào để ý này.
Được cả mình. Bắt nó đi các anh, em không lên được. Ui. Ok, chính xác thì cũng không hẳn là nó tối nó khó nhìn đâu anh em ạ, mà là ở cái việc mà mình để hơi xa và cái ánh đèn nó chiếu vào thì nó khó nhìn nhá. Tóm lại là nó vẫn sẽ khó nhìn hơn so với bình thường, nhưng mà để mà ở cái mức độ nó quá khó nhìn thì nó không hẳn nhá. Ô mày nhìn bên trên quá làm cho môi phát đi luôn không? Sợ vậy. Sắp win rồi. Ok. Rồi như vậy là mình đã kết thúc việc test tựa game Free Fire Max trên chiếc iPhone 7 Plus ở đây. Đến thời điểm hiện tại sau một khoảng thời gian đó là khoảng 35 phút đó, tức là sau khoảng hơn nửa tiếng chơi game Free Fire Max, thì mình có thể kết luận như sau với chiếc iPhone 7 Plus thời điểm hiện tại tháng 10 năm 2022. Nó vẫn hỗ trợ, vẫn chơi rất là tốt. Tuy nhiên cái màn hình nó sẽ bị hơi tối một chút xíu nhá. Nếu như mà anh em ta để quan sát gần và quan sát trực diện thì vẫn rất ok. Nhưng ở đây thì mình đang bị lầm tưởng là cái vấn đề đèn đóm nó chiếu vào cái ánh sáng nó hơi bị cái góc nhìn của mình ấy, nó hơi bị lệch một chút. Đấy, ví dụ nhìn trực diện như này thì ok này, nhưng mà mình nhìn hơi chệch như này để anh em để trực diện với máy quay thì anh em dễ quan sát hơn thì nó sẽ bị hơi lóa, thế cho nên là mình nhìn hơi khó. Có một điều là cái nhiệt độ rất là cao nhá, anh em phải lưu ý chỗ này, nhiệt độ rất cao. 44 độ. Nếu như mà cứ duy trì như thế này ở thời gian dài, một mức độ thời gian dài thì nó sẽ cái việc linh kiện nó sẽ bị nóng, bị hỏng, bị ảnh hưởng là cái chuyện hết sức bình thường, nên anh em cần phải chú ý chỗ này nhé. Nên cần phải nếu có điều kiện thì có thể mua quạt tản nhiệt hoặc là bổ sung cái sò lạnh thì để mà chúng ta chơi game trải nghiệm sẽ ok hơn. Loa đĩa các thứ rất ok, màn hình không vấn đề gì cả. Tóm lại nó vẫn sẽ hỗ trợ rất là tốt, và đây là một chiếc điện thoại mà anh em mua về có thể chơi Free Fire Max rất ok. Pin thì chắc chắn là phải đánh mới rồi, pin 70%, như vậy là sau 35 phút chúng ta mất 20% pin cũng tạm được đúng không, pin này là pin mới 100%. Đó, có không biết anh em thấy nào hãy để lại comment dưới phần bình luận nhé. Có không biết anh em có anh em nào đang dùng 7 Plus hay là iPhone để chơi Free Fire Max hay không, cũng hãy để lại bình luận để anh em ta cùng trao đổi tâm sự nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.